Quý vị và các bạn thân mến, 19 giờ ngày 25 tháng 5, Thứ tá Nguyễn Văn Hải, đội trưởng đội tuần tra dẫn đoàn, phòng cảnh sát giao thông công an Hà Nội, vừa trở về sau khi làm nhiệm vụ. Ăn vội bữa tối, ông Hải tiếp tục lên đơn vị ứng trực, chuẩn bị kế hoạch dẫn đoàn vào sáng hôm sau. Sĩ quan có 13 năm làm công tác dẫn đoàn, cũng là lần thứ hai tham gia đưa đón Tổng thống Mỹ ở Việt Nam cho biết. Phái đoàn của ông Barack Obama rất đặc biệt, được ưu tiên hàng đầu trong số những lần nguyên thủ quốc gia khác đến Việt Nam. Mỹ là một cường quốc nên họ đòi hỏi công tác bảo đảm an ninh ở mức độ cao nhất. Thiếu tá Hải đánh giá, lần đưa đón Tổng thống Obama sang Việt Nam trùng thời điểm bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Theo Thiếu tá Hải, đó là một khó khăn, nhưng với nhiệm vụ đặc biệt, mỗi cán bộ chiến sĩ đều cảm thấy vinh dự. Nhiệm vụ lần này đòi hỏi mỗi chiến sĩ phải dẫn đoàn, phải luôn sẵn sàng. Đơn vị bố trí toàn bộ quân số ứng trực 24 trên 24 giờ trong suốt những ngày này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong đợt bầu cử, cán bộ chiến sĩ chỉ nghỉ một lúc rồi tiếp tục ra sân bay đưa đón các đoàn tìm trạm, đoàn hậu cần trước khi tổng thống Mỹ đặt chân xuống sân bay nội bài. thiếu tá Hải vừa kể vừa chỉ đạo một tổ công tác chuẩn bị kế hoạch cho ngày hôm sau. tất cả công tác khảo sát đều do cơ quan an ninh Mỹ đảm nhiệm nên phía Việt Nam chỉ nhận các thông báo đầu xuất, anh em đội dẫn đoàn luôn trong tình trạng sẵn sàng xuất phát để đảm bảo yêu cầu của đoàn ngoại giao là một trong số 10 nữ chiến sĩ đội tuần tra dẫn đoàn, Trung Ý Vũ Thương Huyền chia sẻ. Cả ngày dẫn đoàn đến tối mới được về nhà chăm sóc con mới sinh được 7 tháng. Đến sáng hôm sau, nữ Trung Ý có mặt ở đội để làm nhiệm vụ. Nữ Trung Ý 26 tuổi nói, đó là một thử thách nhưng với đặc thù của cảnh sát giao thông dẫn đoàn, nó như thói quen hàng ngày. Có mặt tại sân bay nội bài hơn 3 tiếng trước khi chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ đến, không ai được di chuyển, tra vào khu vực an ninh. Lúc này, cán bộ chiến sĩ đội dẫn đoàn vừa làm nhiệm vụ về không kịp ăn tối nên ai cũng đói. Tuy nhiên do yêu cầu an ninh ở mức độ cao nhất nên kể cả việc gọi đồ ăn từ ngoài vào hoặc đi ra mua thức ăn đều bị cấm. Thiếu tá Hải cười và cho biết, để đảm bảo sức khỏe của mọi chiến sĩ, lãnh đạo đội phân công kiếp trực và nghỉ luân viên, hôm đó tôi cùng đồng đội ăn tối lúc 23 giờ. Theo vị đội trưởng, đặc trưng của cảnh sát giao thông dẫn đoàn là mặt tiền của mặt tiền, do đó tiêu chuẩn của người cảnh sát giao thông dẫn đoàn phải đảm bảo được hình thức, sức khỏe, phẩm chất đạo đức và thậm chí trình độ ngoại ngữ. Thiếu tá Hải chia sẻ, anh kể chỉ riêng Tổng thống Obama sang Việt Nam lần này, cảnh sát đã hơn 40 lần di chuyển làm nhiệm vụ dẫn đoàn. Ăn trưa lúc 15 giờ đến 22 giờ ăn tối là điều thường xuyên xảy ra mỗi khi có đoàn nguyên thủ sang thăm. Hai chiếc điện thoại thi thoảng đổi chuông khiến thiếu tá Hải nhiều lần ngắt quãng cuộc nói chuyện. Anh chia sẻ, từ khi Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo về chuyến đi của Tổng thống Barack Obama sang nước ta, phòng PC67 cùng đội cảnh sát giao thông dẫn đoàn để chuẩn bị kế hoạch chi tiết. Theo sĩ quan, đoàn Mỹ luôn có những phương án bất ngờ. Đội dẫn đoàn chỉ được phía bạn thông báo kế hoạch trước vài phút. Quá trình di chuyển, nước Việt liên lạc giữa an ninh hai nước qua bộ đàm hay điện thoại gặp sự cố, cảnh sát dẫn đoàn phải tự quyết phương án đi lại. Nhớ lại nhiệm vụ đột xuất tối ngày 23 tháng 5 khi Tổng thống Obama đi ăn bún chả, thiếu tá Hải kể trước nửa tiếng, họ chỉ báo rằng ngài Tổng thống sẽ đi thăm phố cổ Hà Nội. Đến lúc còn khoảng 5 phút trước khi xuất phát, phía Mỹ mới thông báo con phố nơi mà ông Obama đến. Thiếu tá Hải nhớ lại, lúc đó mình phải hình dung ra các phương án, điện thoại và bộ đàm liên tục vang lên, nhưng chỉ sau vài phút chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đưa đón ngài Tổng thống. Đến phố Lê Văn Hưu, quận Hai Bà Trưng, phía Mỹ thông báo tiếp số nhà mà ông Obama sẽ ghé thăm là số chẵn. Lúc đó, anh Hải cùng đồng đội lại chuẩn bị tiếp phương án đảm bảo cho chiếc Cadillac Swan chở Tổng thống Mỹ dừng đổ thuận lợi nhất. Trưa ngày 24 tháng 5, sau cuộc họp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đại diện an ninh Mỹ bất ngờ thông báo trước khoảng 3 phút rằng Tổng thống Obama sẽ vào làng Mỹ trì thượng, quận Nam Từ Liêm, Thiếu tá Hải cười rồi cho biết, để đảm bảo hoạt động của Tổng thống được thông suốt, cảnh sát dẫn đoàn phải nhanh chóng nắm bắt tình huống. Tình huống quá đột xuất nên bản thân mình chưa kịp hình dung ra đó là cái gì. Vị sĩ quan chia sẻ, đến lúc vào làng mọi người mới ngỡ ngàng vì Tổng thống Mỹ vào để uống trà đá, mua cớm và nói chuyện cùng người dân dù trời mưa to. Từng hai lần dẫn đoàn cho các tổng thống Mỹ, Thiếu tá Hải đánh giá, so với đoàn nguyên thủ quốc tế khác, phái đoàn của ông Obama có cấp độ an ninh ở mức cao nhất, nhân viên an ninh Mỹ rất chuyên nghiệp và nghiêm túc trong lúc làm việc, ngược lại khi rảnh rỗi thì người Mỹ thân thiện và vui vẻ. Lúc chuyên cơ chở tổng thống Obama cất cánh rời nội bài vào Sài Gòn, Thiếu tá Hải bảo anh vẫn còn cảm thấy tự hào vinh dự khi đã hoàn thành nhiệm vụ với một vị nguyên thủ thân thiện và đặc biệt, vì đội trưởng cho hay Cảnh sát giao thông Hà Nội đã hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, may mắn không gặp sự cố nào trong quá trình dẫn đoàn tổng thống Obama.